viên em. Thì em rất cảm ơn rất nhiều anh Trường. Thì nhân tiện thì em cũng nói là rất được may mắn được quen biết các anh ở trong cái hội nhóm Hoa Hồng 600 này, là chúng ta rất yêu ca hát và các anh chị tối nay đã bỏ thì giờ đến đây để chung vui với chúng tôi. Xin cảm ơn rất nhiều. Và năm nay cũng là năm mới, thì xin chúc các anh chị sang năm mới được gặp nhiều may mắn, dồi dào sức khỏe. Cảm ơn tất cả các anh chị.